Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa ba'd. Đêm nay là chúng ta đi tiếp cái tiết cuối của chương số 4 về luật học cơ bản dưới ánh sáng của Quran và Sunnah, được soạn thảo bởi một tập thể ulama ưu tú chuyên về luật Sharia. Thì đêm nay inshallah chúng ta sẽ hoàn thành cái khóa học về luật học tháng Ramadan này inshallah. Thì cái phần thứ tư về những điều nên nhịn bù nên và không nên về nhịn chay, thì chúng ta đi đến cái mục thứ ba là không nên và bị cấm khi nhịn chay, tức là những cái việc nhịn chay nó sẽ không nên và bị cấm. Điều thứ nhất, không nên chọn riêng tháng Rajab, tức là tháng 7 để mà nhịn chay. Bởi nhịn chay vào tháng Rajab thường xuyên hay là nhiều á, đó không phải là Sunnah Nabi, mà nó lại là điều mà những người Quraysh trước đây rất là tôn trọng cái tháng Rajab này. Nếu ai mà có thói quen thường xuyên nhịn cái thầy rơi vào cái lời cấm này đó, thì cái người đó cần phải tránh ngay. Bởi do ông Ahmad bin Kharshah bin Anharth kể, tôi đã thấy Umar cầm gôi dài chỉ vào thức ăn mà bảo mọi người hãy ăn uống đi, bởi đây là tháng được những người thời tiền Islam sùng kính. Chúng ta thấy rõ ràng trước đây, cách đây thời gian không lâu, chúng ta thấy rằng có người bảo trên mạng rằng tháng rồi chập hãy nhịn chay như thế này và lễ thế kia. Chúng ta thấy rằng rồi chập nó chỉ là một tháng trong những tháng Hurum thôi, còn ngoài ra nó không có cái giá trị về việc hành đạo trong nó tăng thêm cái công đức cho chúng ta cả. Tất cả các hadith nói về tháng rồi chập và tháng Sha'ban như đã nhắc là đều là hadith yếu, và trong đó có những hadith là bịa đặt. Những ai mà tuyên truyền không đúng thì người đó sẽ phải chịu trách nhiệm, giống như đã từng khuyến cáo, hãy biến mình thành là chìa khóa mở những điều tốt và khóa những cái điều xấu. Đừng có biến mình thành là chìa khóa mở điều xấu và khóa đi những cái điều tốt. Chúng ta tuyên truyền những cái hadith giả, hadith không đúng về Nabi sallallahu alaihi wasallam, chúng ta còn phải mang một cái tội lớn hơn nữa. Như Nabi đã nói hadith ở Bukhari và Muslim, cái việc nói dối cho ta nó sẽ không giống như nói dối cho bất cứ ai trên đời này. Ai cố tình nói dối một điều gì đó cho ta thì y đã chuẩn bị sẵn cho mình một cái chốn ở nơi quả ngục rồi đó. Thì chúng ta dạy gì mà chúng ta muốn tuyên truyền cho mọi người được ba la, được ân phước, mà chính bản thân mình lại là làm điều tội lỗi. Điều thứ hai, khi mà chúng ta tuyên truyền bảo mọi người làm những cái điều đó, khi mà giả không thật không đúng, vào ngày Kiyama mà họ sẽ đổ thừa cho cái người kêu gọi họ. Thì lúc này là cái sự tranh chấp lẫn nhau trước Allah subhanahu wa ta'ala giữa những người đi theo và những người kêu gọi. Cho nên tránh tất cả những cái hadith mà chúng ta không xác định được, thì chúng ta cần phải xác định rõ hadith sahih chúng ta làm không cần phải suy nghĩ, và hadith hasan chúng ta làm cũng không cần phải suy nghĩ. Nhưng mà hadith yếu chúng ta không được phép sử dụng, trừ khi những người có kiến thức, những người alim, họ có thể giải thích cho chúng ta về một số nguyên nhân chúng ta sử dụng nó và một số trường hợp sử dụng nó. Còn riêng về luật halal và haram là những cái hadith yếu chúng ta tuyệt đối không được phép sử dụng. Còn những hadith bịa thì đó là điều chúng ta đã biết tội rất là nặng cho những người nào bịa những cái hadith mà Nabi sallallahu alaihi wasallam nói. Thấy rằng việc nhịn vào cái tháng Rajab là một điều không được làm. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, một vị khalifa thứ hai của Islam chúng ta, anh ta đã cầm roi quốc và những người nào mà nhịn vào những ngày hôm đó và bảo hãy ăn đi, đây là tháng mà những người thời tiền Islam họ đã tôn sùng và tôn trọng đó. Chúng ta không làm những cái điều đó. Chúng ta đi đến việc nhịn chay không nên, đó là chúng ta không được phép nhịn riêng ngày thứ sáu. Bởi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói la tasumu yawman jumu'a illa an tasuma yawman qabla aw yawman ba'da, các người không được nhịn chay chỉ vào ngày thứ sáu trừ khi nhịn chay trước đó một ngày hoặc sau đó một ngày. Chúng ta thấy chúng ta nhịn chay giống như nguyên một tuần lễ không nhịn ngày nào hết, mà ngay ngày thứ sáu chúng ta nhịn. Mặc dù ngày thứ sáu là ngày tốt nhất trong tuần, nhưng nó không phải tốt để chúng ta nhịn chay, mà nó tốt để chúng ta hành lễ Salah nhiều hơn, đọc Quran nhiều hơn, làm những cái việc zikr nhiều hơn. Còn nhịn chay nó không phải dành cho ngày thứ sáu, trừ khi chúng ta nhịn ngày thứ năm và ngày thứ sáu, hoặc nhịn ngày thứ sáu và ngày thứ bảy.
Còn không, chúng ta không được phép nhịn riêng ngày thứ 6. Đó là bằng chứng chúng ta vừa nghe. Và cái hadith đó là hadith Bukhari và Muslim, không có gì phải bàn cãi nữa hết. Loại nhịn thứ 3 mà chúng ta không được phép, đó là chúng ta chỉ nhịn ngày thứ 7. Bởi Nabi Sallam nói La tasumu yawm as-sabt illa fi ma ifturidha alaykum. Các ngươi không được nhịn chay chỉ trong ngày thứ 7 trừ khi trùng với lệnh bảo ban các ngươi. Nó tương tự như cái lệnh hồi nãy. Nếu chúng ta nhịn trước đó một ngày hoặc sau đó một ngày cùng với ngày thứ 7, giống như thứ 6, thứ 7 hoặc thứ 7 và chủ nhật thì không sao. Còn chỉ nhịn riêng ngày thứ 7 đó là không được phép. Bởi đó là ngày những người Do Thái họ sùng kính và chúng ta được lệnh là phải làm khác những người Do Thái. Trừ khi chúng ta nhịn ngày thứ 7 nó lại là cái ngày trùng với việc chúng ta cho phép, giống như ngày Ashura thì chẳng hạn, hay là ngày Arafat chẳng hạn. Đó là ngày chúng ta chỉ nhịn một ngày duy nhất. Thì nếu như nó trùng thì chúng ta nhịn. Còn nếu như mà nó là một ngày bình thường trong tuần, chúng ta lại chọn riêng cái ngày đó chúng ta nhịn và không nhịn ngày khác, đó là chúng ta sai. Và cái bằng chứng khác là mẹ của những người có đức tin, Juwayriya. Khi mà thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam bước vào nhà mới thấy bà ta nhịn chay, thì Nabi hỏi ngày hôm qua em có nhịn chay không? Bà nói không. Và Nabi sallam hỏi vậy ngày mai em có nhịn tiếp hay không? Thì bà ta nói không. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam mới bảo nói vậy hãy xả chay liền đi. Dựa vào câu nói này và Nabi sallam nói rằng có muốn nhịn chay vào ngày mai hay không, đó là bằng chứng chứng minh rằng chúng ta không được phép nhịn chay riêng ngày thứ 7 hoặc là nhịn chay riêng ngày thứ 6, không nhịn trước đó hay sau đó. Thì Nabi thấy vợ của người nhịn chay mà Nabi đã không cho phép, bởi đó là điều không được phép. Bởi sự sùng kính đó là người Do Thái họ sùng kính, chúng ta không được phép bất chước theo, bởi chúng ta có lệnh là phải làm khác họ. Và Imam At-Tirmidhi Rahimallah Ta'ala, sau khi mà ông ta đã ghi lại cái hadith chúng ta vừa nghe khi nãy, thì ông ta mới nói cái nguyên nhân cấm nhịn chay vào ngày thứ 7 duy nhất là bởi vì Do Thái tôn sùng cái ngày này. Cái nguyên nhân cấm là như vậy. Cái loại hình thức cấm thứ tư không được phép nhịn, đó là chúng ta nhịn vào ngày nghi ngờ. Như thế nào gọi là ngày nghi ngờ? Đó là ngày có thể là 30 của Sha'ban và có thể là mùng 1 của Ramadan. Nó như thế này, giống như ngày 29 thì ngày hôm đó không thấy trăng, hoặc là ngày hôm đó mây che phủ, hay là trời nó âm u về một cái lý do nào đó. Qua ngày hôm sau mọi người lại xúm nhau nhịn chay, hay là ai đó nhịn chay cho rằng mình nhịn ngày hôm nay đi. Nếu như đó là ngày cùng mùng 1 Ramadan thì mình đã được Ramadan, còn nếu không mình có được một ngày sunnah thì cái việc nhịn chay đó là haram, được gọi đó là nhịn trong ngày nghi ngờ. Bởi Nabi sallallahu alaihi wasallam không cho phép nhịn chay vào ngày hôm đó. Khi mà người nói man sama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, ai nhịn chay vào ngày nghi ngờ là họ đã kháng lại lệnh của Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abu Qasim đây tức là Nabi của chúng ta sallallahu alaihi wasallam. Theo cái người Ả Rập, cái truyền thống của họ, khi mà cái con trưởng đầu tiên là con trai thì họ sẽ gọi cái người đàn ông đó theo cái tên của người con đó của mình. Abu nghĩa là cha, Qasim là người con trai trưởng của Nabi sallallahu alaihi wasallam, cho nên gọi Abu Qasim là cha của Qasim, tức gọi Nabi sallallahu alaihi wasallam của chúng ta. Cho nên nhịn chay vào ngày nghi ngờ là haram. Islam không cho phép chúng ta làm một việc chúng ta lại có sự nghi ngờ trong đó, được và không. Và hơn nữa, cái việc nhịn chay trước Ramadan một hoặc hai ngày đã có hadith Nabi không cho phép nhịn, trừ khi rơi vào cái ngày mà mọi người thường xuyên nhịn, giống như thứ hai, thứ năm thì nó rơi vào cái ngày đó, hoặc là nhịn một ngày, nghỉ một ngày lại rơi vào cái ngày đó thì chúng ta được phép. Còn nếu không là chúng ta không được phép. Cái hình thức nhịn bị cấm thứ năm đó là chúng ta nhịn vào những cái ngày Eid. Thì chúng ta có hai ngày Eid, Eid Fitri và Eid Adha. Đây là hai ngày Eid chúng ta không được phép nhịn, bởi hadith Abu Sa'id al-Khudri thiên sứ sallam đã cấm nhịn chay vào hai ngày Eid al-Fitri và Eid al-Adha. Và theo cái hadith của ông Umar bin Khattab, ông ta đã nói đây là hai ngày mà thiên sứ sallallahu alaihi wasallam đã cấm nhịn chay ngày đầu tiên sau khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nhịn chay, tức là ngày Eid Fitri. Và vào ngày khác là ngày ăn uống để thi hành hương Hajj, đó là ngày Eid al-Adha. Thì hai ngày đó là hai ngày chúng ta tuyệt đối không được phép nhịn. Cái ngày thứ 6 chúng ta không được phép nhịn, đó là nhịn vào những ngày Tashrik. Ngày Tashrik là 3 ngày sau ngày Eid al-Adha, tức ngày mùng 10 sẽ là ngày Eid al-Adha của chúng ta. Ngày 11, 12 và 13 là 3 ngày đó được gọi là 3 ngày Tashrik. Mà thiên sứ Sallam đã nói về 3 ngày này như thế này, Nabi nói Hiya ayyamu aklin wa shurbin wa zikrillah. Đó là những ngày ăn uống
và tụng niệm Allah subhanahu wa ta'ala. Cho nên không được phép nhịn về 3 ngày này. Và có cái hadith này ở cái phần đầu đó, Nabi sallam nói Eid Adha và những ngày Tashrik là những ngày Eid, những ngày Tết của chúng ta, những người Muslim. Cho nên không được phép nhịn. Đó là những ngày ăn uống vui vẻ và vui chơi trong cái khuôn khổ Islam cho phép. Và Thiên sứ sallam còn nói một cái hadith khác, Nabi nói يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. Ngày Arafah, ngày Eid, Qurban tức là ngày Adha và ba ngày Tashrik tổng cộng là 5 ngày là những ngày Tết của Islam chúng ta, đó là ngày ăn và uống. Tuy nhiên cái ngày Arafah này là ngày chỉ cấm những người nào họ đi hành hương Hajj như nhà chết rồi. Còn những người nào mà ở quê nhà không có tham gia hành hương Hajj thì họ khuyến khích nên nhịn ngày Arafah như cái bằng chứng chúng ta đã nghe ở cái tiết trước. Trong những ngày Tashrik này cho phép những người làm tamattu và người làm Hajj Qiran được phép nhịn chay. Khi mà những người không có con vật tế để mà giết thì họ được phép nhịn. Chỉ có những hai hạng người này mới được phép nhịn những ngày Tashrik thôi, bởi những người mà họ không có cơ hội khi mà họ làm Hajj tamattu và Hajj Qiran thì họ phải nhịn chay 3 ngày trong những ngày hành hương Hajj và 7 ngày sau khi họ quay trở về nhà. Thì trong 3 ngày đó họ được phép nhịn trong những ngày Tashrik đó nếu như họ muốn. Còn những người khác ngoài hai hạng người này là chúng ta không được phép nhịn. Chúng ta xong cái phần thứ tư, chúng ta đến phần thứ năm, phần Etikaf. Thứ nhất chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa và giáo luật Etikaf. Về định luật ấy, theo cái ngôn từ của tiếng Ả Rập, Etikaf nó có nghĩa là bắt buộc bản thân là một điều gì đó. Tức là mình định tâm ép mình làm một cái điều gì đó thì Ả Rập nó gọi đó là Etikaf. Còn theo cái hình thức giáo luật, Etikaf là việc làm một người Muslim ẩn mình trong masjid để hành đạo trong thờ Allah. Đó là định nghĩa của Etikaf. Đó là một người Muslim tìm đến một trong những cái masjid của Allah subhanahu wa ta'ala mà họ vô ở trong đó suốt để tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, không có mối quan hệ nào bất cứ ở bên ngoài xã hội nữa hết. Thì đó được gọi là Etikaf. Và cái giáo luật này nó như thế nào? Etikaf là một việc hành đạo mang hình thức sunnah, tức là kỳ khuyến khích, không có bắt buộc đối với bất cứ ai, chỉ là khuyến khích nên làm, bởi đây là điều mà Allah subhanahu wa ta'ala yêu thương. Và cái bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phán Antahira baytiya lit-ta'ifina wal-akifina war-ruk'i sujud. Và ta bắt Ibrahim và Ismail cam kết giữ ngôi đền của ta luôn trong sạch cho những người đến để tawaf đi quanh nó, và những người đến để i'tikaf chuyên tu trong nó, và những người đến để hành lễ salat trong nó. Allah subhanahu wa ta'ala bắt hai cha con của ông tổ Nabi Ibrahim và Ismail giữ sạch sẽ cái Masjid Haram Makkah để cho việc mọi người tawaf và i'tikaf và hành lễ salat tập thể trong đó. Đó là cái sunnah khuyến khích chúng ta nên làm, và đây là điều hình như ngày hôm nay bị quên lãng rất nhiều. Nếu có thể, chúng ta hãy i'tikaf để được ân phước nhiều hơn, đối với cái việc nhịn chay của chúng ta sẽ được tăng lên rất là nhiều lần. Và cái việc i'tikaf này đó, nó là điều được phép cho cả cộng đồng của chúng ta và những cộng đồng trước đây nữa kìa. Và điều kế tiếp, không được phép chung đụng với những người vợ của mình trong suốt thời gian i'tikaf. Bằng chứng là Allah subhanahu wa ta'ala phát وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Các người chớ gần gũi các người vợ suốt thời gian các người đang i'tikaf trong các masjid của Allah. Nghĩa là chúng ta cần phải tránh xa cái việc này. Giống như là bà Aisha bà ta kể, trước đây Thiên sứ sallallahu alaihi wa sallam đã i'tikaf vào 10 ngày cuối của Ramadan cho đến khi trở về với Allah. Nghĩa là Nabi sallallahu alaihi wa sallam 9 lần người nhịn Ramadan là người đều i'tikaf cho đến khi người trở về với Allah ta'ala, giống như bà Aisha kể. Và bà Aisha cũng đã kể trong suốt những cái ngày này Nabi đã hoàn toàn bỏ mặc những người vợ của mình, người đã vào trong masjid và không có làm liên quan đến, không có cái mối quan hệ nào với cuộc sống nữa. Và ai muốn đến thăm người thì được phép vào thăm và nói chuyện với người, sau đó đi về thì người lại vẫn ở trong masjid của người. Và về cái ijma là cộng đồng Islam đồng thống nhất việc i'tikaf nó là sunnah khuyến khích tín đồ Muslim thực hiện. Tuy nhiên những người nào nguyện thì người đó cho nên bắt buộc đối với họ. Nguyện là như thế nào? Giống như chúng ta nói, nếu như Allah cho tôi khỏe vì chúng ta bị bệnh gì đó, hoặc nếu như Allah cho tôi làm ăn giàu có, hay một cái điều tương tự, tôi sẽ i'tikaf ở cái masjid một ngày hay là một đêm.
Nếu như người nào mà đã có cái lòng nguyện như vậy thì cái điều đó cho nên bắt buộc đối với cái người đó. Tuy nhiên là vì không khuyến khích chúng ta hành đạo thờ phượng Allah bằng cái việc nguyện đó. Bởi Nabi Sallam nói một cái hadith, Nabi nói các ngươi đừng thờ phượng Allah bằng cách nguyện, bởi đó nó chỉ xuất phát từ cái bản thân keo kiệt mà thôi. Nghĩa là chúng ta lại không chịu làm một cách tự nguyện mà chúng ta lại bắt bản thân mình phải làm cái điều đó, trong khi cái điều đó vốn không phải là bắt buộc. Thì chỉ có những người mà họ keo kiệt họ mới ép bản thân mình làm những cái điều tương tự như vậy. Cho nên chúng ta tránh, không có nguyện làm những cái điều như vậy, nhưng mà khi đã nguyện là phải thực hiện. Và cái bằng chứng cho việc i'tikaf giống như nãy giờ đã nói, nó được ba bằng chứng: từ Quran có, Sunnah có, và sự thống nhất của tất cả ulama. Chúng ta đi đến cái điều thứ hai, đó là điều kiện i'tikaf, tức là muốn i'tikaf nó có một số điều kiện sau đây. Thứ nhất, đó là phải là Islam và người trưởng thành và có lý trí bình thường. Nếu như cái người đó là người kafir thì i'tikaf vô giá trị, và người thần kinh cũng không được có giá trị gì i'tikaf của nó. Và người phải là người trưởng thành, nếu như trẻ con mà chưa có sự nhận thức cũng không được phép. Cho nên phải là người Muslim trưởng thành và lý trí bình thường thì cái i'tikaf nó mới có giá trị. Còn nếu như đó với trẻ con hay là trẻ em mà chúng có sự khôn ngoan vượt trội hơn những đứa trẻ đồng trang lứa mà nhận thức được i'tikaf là gì đó, thì cái gì i'tikaf của chúng có giá trị. Cái điều kiện thứ hai đó là định tâm. Bởi tất cả mọi việc làm đều phải có định tâm thờ phượng Allah subhanahu wa ta'ala. Chúng ta định tâm i'tikaf. Và nhắc lại, định tâm nó không bằng lời, mà nó chỉ là hiểu trong lòng, nhận nghĩ trong đầu chúng ta là đủ, đó gọi là định tâm. Ai nói ra lời bằng cái hình thức thờ phượng thì đó chúng ta đã làm sai với sunnah của Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Và các bằng chứng cho định tâm chúng ta đã nghe rất nhiều hadith gọi innama na'malu binniyat. Hadith này thường xuyên lặp lại. Điều kiện thứ ba i'tikaf đó là phải trong masjid. Giống như Allah Ta'ala phán wa antum aqifuna fil masajid, trong suốt thời gian các ngươi i'tikaf trong các masjid. Tức là i'tikaf phải ở trong masjid của Allah Subhanahu wa ta'ala, không được phép ngoài đó. Chúng ta không được phép đến một cái khu vực nào đó hay một cái ngôi nhà quan trống nào đó chúng ta lại vô trong đó chúng ta rằng mình i'tikaf, đó là sai. Chỉ có masjid mới được phép i'tikaf, ngoài masjid là không. Bởi Nabi Salam chưa từng làm cái hành động như vậy. Người i'tikaf là người i'tikaf ở masjid, còn không là không i'tikaf. Cái điều kiện thứ tư, i'tikaf ở các masjid hành lễ salat tập thể đối với nam. Masjid nó có hai dạng, giống như ở Việt Nam chúng ta lại gọi là surau. Nhưng cái tiếng Ả Rập tất cả đều là masjid hết. Họ gọi masjid jami', tức là masjid đó là masjid tập trung, nó sẽ có hành lễ salat Jum'ah vào ngày thứ 6. Còn cái masjid thường hành lễ salat ngày đêm 5 lần á, thì masjid đó gọi là masjid bình thường thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta những cái masjid ngày đêm 5 lần thì gọi là surau. Còn cái masjid mà tập trung mọi người thì họ gọi rồi gọi đó là masjid. Đó là cách gọi theo của người Malaysia, họ gọi như vậy. Trong khi tất cả đều là masjid của Allah hết, có thể masjid tập trung và masjid không tập trung. Thì những người nam nếu như i'tikaf phải đến các masjid có salat Jum'ah để họ khỏi phải di chuyển. Nếu như họ hành lễ salat ở cái masjid hay là cái surau không có hành lễ salat Jum'ah thì ngày Jum'ah họ buộc phải rời khỏi cái masjid đến cái masjid kia, sau đó họ sẽ quay trở lại thì nó sẽ tốn thời gian cho họ. Cho nên i'tikaf cần phải tìm đến masjid nào đó có salat Jum'ah đó để người đó khỏi phải di chuyển. Còn phụ nữ thì masjid nào cũng được, bởi phụ nữ không có bắt buộc phải hành lễ salat tập thể như nam giới và cũng không có bắt buộc phải đến salat Jum'ah giống như nam giới. Cho nên họ được phép i'tikaf bất cứ cái masjid nào nếu như họ thấy tiện và lợi cho mình. Tuy nhiên cái điều nhắc lại là cái việc mà salat mà có salat Jum'ah á, nó không phải là cái điều kiện bắt buộc mà nó chỉ là khuyến khích thôi. Đây là điều kiện khuyến khích. Cái điều thứ năm không được phép nếu khi đã là i'tikaf đó là không bị junub. Những người bị junub hay là phụ nữ đang hành kinh ra má hồ sản là không được phép ở trong masjid trừ khi đi ngang qua, còn nếu như ở trong đó là không được. Và việc nhịn chay nó không phải là điều kiện của i'tikaf. Nghĩa là nếu như cái chúng ta nói chỉ được phép Ramadan với i'tikaf tại vì nó có sự nhịn chay, đó là sai. I'tikaf và nhịn chay hai thứ nó không có liên quan nhau. Cái bằng chứng cho việc này là ông Umar hỏi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam: thưa thiên sứ, trước khi giờ Islam tôi đã nguyện i'tikaf một đêm tại Masjid al-Haram. Thì thiên sứ sallallahu alaihi wasallam nói thì ông hãy thực hiện nó đi. Thấy rằng trước Islam và Umar nói như là vì tôi đã nguyện làm như vậy, thì ngay khi nói thì là bị Salam bảo Umar làm liền đi. Ngay thời điểm đó không phải là thời điểm nhịn chay. Cho nên việc nhịn chay và i'tikaf hai cái hoàn toàn khác nhau, là hai thức thờ phượng hoàn toàn tách biệt nhau, không có liên quan nhau. Không phải sự nhịn chay mới là điều kiện của việc i'tikaf, và cũng không phải là nhờ có nhịn chay i'tikaf nó mới được công nhận hay có giá trị, không phải.
mà etikaf bất cứ lúc nào cũng được nếu như chúng ta muốn etikaf. Không nhất thiết là trong Ramadan và cũng không nhất thiết là nhịn chay, bởi vào ban đêm chúng ta đâu có nhịn chay, nhưng chúng ta vẫn etikaf được. Đó là bằng chứng thuyết phục nhất. Cái mục thứ ba, thời gian etikaf, những điều khuyến khích và được phép cho người etikaf. Thời gian etikaf là cái nền tảng đầu tiên etikaf là ẩn mình trong masjid. Nếu như không ẩn mình trong masjid, đó không gọi là etikaf, tức là chúng ta vào luôn trong masjid. Chúng ta sẽ đem cái dụng cụ riêng cá nhân của mình vô trong đó để mà chúng ta sẽ ăn và ngủ trong đó suốt cái thời gian chúng ta muốn etikaf. Sau đó chúng ta mới rời ra, chứ không phải mà đi vô đi ra giống như trong nhà chúng ta, mà là hạn chế ra khỏi masjid với thời gian có với bất cứ điều gì, trừ khi đó là có nguyên nhân rõ ràng thì chúng ta sẽ biết được cái nguyên nhân đó. Và cái thời gian etikaf là nó không có cái sự thống nhất giữa ulama mà, nhưng ý kiến đúng nhất là không ít hơn một ngày và không ít hơn một đêm. Nghĩa là chúng ta hay etikaf, nếu vô ban ngày thì nếu muốn ra thì đợi khi mặt trời lặn hả ra, còn nếu để vào ban đêm thì hãy đến sáng hả ra, đó là ít nhất, còn không thì hãy dài hơn. Tuy nhiên nó không phải là bắt buộc, nó không phải là điều bắt buộc, nhưng mà ulama mà họ khuyến khích ý kiến mà đúng nhất đó là không ít hơn một ngày và không ít hơn một đêm. Bởi xưa kia thiên sứ sallallahu alaihi wasallam và tất cả sahaba đều đã không etikaf ít hơn một ngày hay là một đêm. Họ etikaf luôn suốt 10 ngày cuối. Và thời gian tốt nhất cho etikaf giống như cái hadith bà Aisha kể đó là 10 đêm cuối của Ramadan. Cái gì etikaf này là Nabi sallam khi mà được Jibril báo rằng cái đêm Laylatul Qadr nó có trong tháng Ramadan, thì Nabi đã etikaf và 10 ngày đầu ở masjid. Jibril đến báo rằng nó không có trong 10 ngày này đâu. Thì Nabi sallam lại etikaf và 10 ngày giữa. Thì Jibril báo cho Nabi rằng nó không có trong những ngày này đâu. Sau đó Nabi etikaf ở 10 ngày cuối, thì Jibril mới nói trong đó có nó. Kể từ khi đó Nabi đã etikaf vào 10 đêm cuối. Ngoài cái mục đích thờ phượng Allah Ta'ala, Nabi muốn săn đón cái đêm Laylatul Qadr. Chúng ta hãy nhớ Nabi dùng cái từ săn đón đêm Laylatul Qadr. Cái từ này nó săn đón là nghĩa như thế này: khi chúng ta đi vô trong rừng mà chúng ta muốn săn một con thú thì chúng ta cần phải có sự yên tĩnh, phải giữ mình tĩnh, không có gây cái tiếng động để cho con vật nó tự nhiên và đến gần mình hơn. Thì khi nó gần mình hơn thì cái xác suất bắn nó cao hơn. Thì chúng ta cần phải dương tên sao cho nhẹ nhàng và thật là lâu chờ đợi con vật nó di chuyển, để chúng ta động tác đều phải là không tạo ra tiếng ồn. Thì đó chúng ta mới bắn được con vật một cách an toàn, và cái xác suất với mũi tên chúng nó rất là cao. Đêm Laylatul Qadr nó rất là khó để chúng ta săn. Chỉ có những người nào thật sự muốn tìm nó thì người đó mới có được nó. Giống như 10 đêm, có những người họ lại chọn vào những đêm lẻ. Họ chọn đêm 21, 23, 25, 27, 29, sau đó những ngày chẵn họ bỏ. Điều gì cho anh biết đêm Laylatul Qadr không nằm vào những ngày chẵn? Tất nhiên có những bằng chứng nó cho rằng là những ngày lẻ nó xác suất nó cao hơn, hay là ngày đêm 27 xác suất nó cao hơn. Nó cũng không có nghĩa rằng năm nào nó cũng rơi vào đêm lẻ hay là năm nào cũng rơi vào đêm 27. Chúng ta hãy nhớ, nếu là chúng ta là những người mà thờ Allah bằng kiến thức và sự nhận thức á, chúng ta sẽ không bao giờ làm theo có một cái quán tính của một nhóm người nào truyền lại là chỉ có đêm lẻ hay là đêm 27. Thấy rằng có những người họ không có thức bất cứ đêm nào, đến đêm 27 hơn tức sáng, và họ hành lễ một cách như thế này thế kia, họ cho rằng họ đã được đêm Laylatul Qadr. Nếu như mà đêm 27 thật sự đêm Laylatul Qadr, Nabi đã làm và tất cả sahaba đã truyền lại chúng ta rồi. Nhưng Nabi đã không, mà Nabi đã làm 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 và đêm cuối cùng của Ramadan. Nabi không bỏ ngày nào, và Nabi đã làm gì tới 9 lần Ramadan lần. Nếu như chỉ chọn một đêm thì Nabi đã làm một đêm rồi. Cho nên hãy săn đêm Laylatul Qadr, một đêm mà nó tốt hơn 1.000 tháng, vào 10 đêm cuối của Ramadan, bắt đầu vào đêm 21. Chúng ta sẽ được nó nếu chúng ta đã hoàn thành được 10 đêm đó là điều chắc chắn. Cầu xin Allah Ta'ala cho chúng ta là những người đều được nó hết. Và etikaf, ngoài việc trong Ramadan chúng ta được quyền etikaf vào bất cứ ngày nào cũng được trong năm. Và cái thời gian 10 đêm cuối của đêm etikaf, nếu như ai muốn 10 đêm cuối thì ngay vào cái đêm 21, chúng ta nhớ đêm sẽ đi trước ngày trong lịch Islam chúng ta, đêm 21 sẽ đi trước. Thì đêm 21 khi mặt trời vừa lặn, người đó cần phải dọn vào bên trong masjid để mà ở. Và nếu muốn ở 10 ngày thì họ phải ở cho đến khi giờ Fajr của ngày Eid Fitri. Thì xong cái Salat Fajr đó thì họ mới được phép về nhà của mình. Thì như thế mới đúng thời gian 10 ngày của etikaf. Trừ khi người nào đó vô sau đó hoặc để định tâm một vài ngày thì ra thì chừng đó không. Còn nếu muốn đúng 10 ngày thì đó là thời gian
10 ngày của ETCAP bắt đầu và kết thúc. Những cái khuyến khích trong ETCAP là khi mà chúng ta đã vô ETCAP rồi thì chúng ta hãy nhớ rằng mình là một cái nô lệ muốn chuyên tập trung hành lễ Salat hay là chuyên thờ phượng Lost Salat thì chúng ta cần phải dẹp hết tất cả các mối quan hệ bên ngoài. Không điện thoại, không nói chuyện nhiều, không làm những cái gì mà nó gây hại, mất tập trung hay là tốn thời gian chúng ta trong masjid. Thì chúng ta chỉ tập trung vào đọc Quran hoặc Zikir hoặc là Salah hoặc là Dua hoặc là sám hối, cầu xin sự tha thứ hay những việc làm tương tự khác. Còn những cái việc mà chào hỏi hay là thăm viếng hay là điện thoại hay là làm ăn, hãy để nó hết tất cả bên ngoài masjid để chúng ta có sự chuyên tâm và tập trung hơn trong cái việc i'tikaf. Cái điều thứ ba là những điều được phép dành cho những người i'tikaf. Thì những người i'tikaf họ được phép rời masjid trong những trường hợp như là ăn uống, về vệ sinh, tắm rửa hay lấy wudu. Thì những cái việc đó là bình thường. Còn nếu như chúng ta rời khỏi nhà mà không có một cái ta rời khỏi masjid mà không có mục đích, giống như muốn ra là ra, muốn vô là vô, thì đó là chúng ta đã làm hư cái việc i'tikaf của mình rồi. Đó là điều không được làm. Và cái việc i'tikaf không cấm người ta đến thăm. Giống như bà vợ của Nabi sallallahu alaihi wasallam, bà Safiya đã đến thăm Nabi sallallahu alaihi wasallam lúc người i'tikaf. Khi bà ta về, Nabi đã đứng dậy đưa bà ta đi đến cửa, sau đó bà ta ra khỏi masjid và Nabi quay trở lại. Nhưng những người đến thăm, những người i'tikaf cần phải đến thăm một cái thời gian nhất định và ngắn thôi. Sau khi hỏi thăm sức khỏe và trò chuyện đủ và hết những cái chuyện quan trọng thì hãy đi ra về, để cho những người i'tikaf họ có cái chuyên tâm và dành thời gian để hành đạo với Allah subhanahu wa ta'ala. Còn nếu như chúng ta là ngồi thiên quyên thì đó là điều không được phép. Và những người i'tikaf hãy giữ sạch masjid và chăm sóc masjid cho đàng hoàng. Chúng ta vẫn được ân phước, ngoài cái việc i'tikaf thì việc chăm sóc masjid cũng có cái ân phước cho việc làm đó. Điều phần thứ tư là những cái điều kiện vô hiệu hóa i'tikaf. Thì khi đang i'tikaf mà cái người đó bị rơi vào như hay là làm như một trong những điều sau đây thì i'tikaf của họ trở nên vô giá trị. Thứ nhất, đó là cố tình rời khỏi masjid không có lý do. Giống như chúng ta muốn vào muốn ra. Khi chúng ta làm gì đó là chúng ta đã làm hư cái i'tikaf của mình. Bởi hadith của bà Aisha, bà ta kể xưa kia lúc i'tikaf, người không vào nhà trừ khi vì cái nhu cầu vệ sinh. Và cái việc rời khỏi masjid một cách tùy tiện nó không còn mang ý nghĩa là i'tikaf nữa. Tại i'tikaf có nghĩa là gì? Ẩn mình, chuyên tâm thờ phượng Allah. Khi chúng ta ra vào một cách thường xuyên, nó không còn mang cái ý nghĩa đó, cho nên nó làm hư cái i'tikaf của một người. Cái điều thứ hai làm hư i'tikaf đó là gần gũi vợ chồng hay là giao hợp. Bởi đó là việc Allah Ta'ala phán trong Quran, trong suốt thời gian các người đang i'tikaf xa lánh trần tịnh tu trong các masjid là không được phép. Và ngoài cái việc đó, còn cái việc mà chúng ta mơn trớn hay là chúng ta tự suy nghĩ hay là chúng ta tưởng tượng mà nó dẫn đến vấn đề xuất tinh thì nó vẫn làm hư cái việc i'tikaf của mình. Chúng ta cần phải lưu ý những người nào i'tikaf. Cái điều thứ ba làm cho hư cái i'tikaf đó là một người mất trí, bị rơi vào tình trạng bị thần kinh hoặc là bị say xỉn thì cái việc i'tikaf đó nó cho nên vô giá trị. Và cái điều thứ tư làm hư cái i'tikaf đó là phụ nữ. Khi họ đang i'tikaf thì họ đến cái chu kỳ hàng tháng của họ, hoặc là phụ nữ sau khi sinh thì xuất cái máu xanh đó, máu hậu sản đó, thì đó là trường hợp hư cái i'tikaf, bởi vì họ không được phép ở trong masjid trong hai cái hiện trạng cơ thể mình bị dơ như vậy. Và cái nguyên nhân thứ năm và nguyên nhân cuối cùng đó là bỏ đạo. Đây là cái hành động xóa sạch tất cả việc hành đạo của một người. Thì cầu xin Allah bảo vệ chúng ta thoát khỏi bình an cái việc này. Đối với một người mà bỏ đạo thì ngoài việc cái việc làm đó bị hư thì tất cả việc làm trước đây mấy chục năm trước hay là bao nhiêu năm về trước đều bị xóa sạch. Giống như Allah subhanahu wa ta'ala phán là in ashrakta la yahbatanna amaluk. Nếu ngươi tổ hợp thần linh cùng với Allah thì việc hành đạo của ngươi trở nên vô nghĩa và ngươi chắc chắn sẽ là kẻ thua thiệt, thất bại. Thì đến đây chúng ta xong cái luật học nhịn chay của mình. Và tiết này là tiết cuối, chúng ta kết thúc cái khóa học gồm 5 tiết của chúng ta. Thì cầu xin Allah subhanahu wa ta'ala cho chúng ta là những người được bình an đến tháng Ramadan và được Ngài phù hộ cho chúng ta Ramadan đến trong lúc chúng ta đang khỏe mạnh và đang ở tại địa phương và phù hợp đón được một cái tháng hồng phúc. Và cầu xin Allah ta'ala tha thứ hết tất cả tội lỗi chúng ta sau khi Ramadan qua đi. Và cầu xin Allah cho chúng ta có cái niềm háo hức khi Ramadan đến. Tại vì hành đạo chúng ta hãy hành đạo bằng cái niềm đam mê và biết ơn Allah. Nó sẽ tốt hơn là chúng ta hành đạo bằng cái trách nhiệm. Tại vì chúng ta nếu hành đạo bằng cái tâm niệm là trách nhiệm, nó sẽ nặng nề.
Còn nếu chúng ta hành đạo bằng cái tâm niệm là háo hức và muốn được Allah ban thưởng và thương yêu thì nó sẽ rất là nhẹ nhàng cho gì đó. Và đừng bao giờ hành đạo, hành lễ Salat hay làm những cái việc tương tự khác bằng thói quen. Nếu chúng ta hành đạo bằng thói quen, đôi khi chúng ta lại không biết mình đã làm tới cái phần nào và đoạn nào. Hãy luôn tập trung để mà hành lễ hay là nhịn chay hay làm những cái việc làm tương tự nhất. Và một lời khuyên trước Ramadan là chúng ta hãy tập trung Quran nhiều hơn khi Ramadan bắt đầu. Đó là điều cố gắng càng nhiều càng tốt trong cái tháng Ramadan. Thì đến đây chúng ta xong cái phần học tiết cuối của mình và cũng là xong cái kết thúc cái khóa học gồm 5 tiết về luật học nhịn chay của cái quyển sách luật học cơ bản dưới ánh sáng Quran và Sunnah được tập thể ulama ưu tú chuyên về luật Sharia họ đã viết ra soạn thảo. Thì cầu xin Allah Taala ban baraka và chấp nhận việc làm này của chúng ta và chấp nhận việc làm của chúng ta dưới tất cả những gì chúng ta đã làm trong những cái tiết học vừa rồi. Thì đến đây xin tạm dừng. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.